Tuổi 50 đến 70, sống khôn ngoan, đừng dại mà cúi đầu trước ba thứ này, càng già càng khổ. Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, sau nhiều năm, Ngẫm Sự Đời phát hiện ra một điều rằng đại đa số người Việt chúng ta có tính tự ái rất cao. Thế cho nên chúng ta thường luôn cho rằng mình là đúng, làm sai thì cùng lắm là xin lỗi, còn để nói là tâm phục khẩu phục, thậm chí cúi đầu trước ai đó thì quả thực rất hiếm, đúng không quý vị? Nhưng khi năm tháng trôi qua một cách vô tình, bước vào tuổi trung niên là bước sang một giai đoạn cuộc đời. Cuộc sống sau đó sẽ không còn có thể năng nổ, sôi nổi như khi còn niên thiếu. Lúc này, việc đối nhân xử thế cũng nên biết linh hoạt, mềm mỏng hơn. Cuộc sống sớm muộn gì cũng đem lại cho chúng ta sự thay đổi. Nếu quý vị không muốn biết, không muốn thay đổi, cuối cùng sẽ chỉ mang lại phiền phức cho bản thân. Cuộc đời về sau, chúng ta nên làm sao để tìm thấy một cuộc đời có ý nghĩa? Ngẫm Sự Đời cũng đã từng nói về vấn đề này với ông bà mình, người già. Họ nói, con người ấy à, khi bước vào tuổi trung niên rồi, phải học cách cúi đầu. Nếu không thì càng về già, sống càng không thuận. Đừng xem thường chuyện này. Vậy thì người trung niên rốt cuộc là nên cúi đầu ra sao? Cúi đầu trước những ai đây? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong phần tiếp theo của video này nhé. Thứ nhất, cúi đầu với người nhà. MC nổi tiếng người Trung Quốc Lý Tịnh từng kể câu chuyện khởi nghiệp của mình. Lúc mới nghỉ việc ở đài truyền hình để tự khởi nghiệp, vì chưa có kinh nghiệm nên cuộc sống hết sức thê thảm và khốn đốn. Cô nhớ lại, năm đó thật khổ, có những lúc nợ nần chồng chất. Lúc đó, cô em theo cục nợ to đùng chạy vạy khắp nơi để kêu gọi đầu tư. Hết tiếp đãi công ty quảng cáo, trở về công ty họp nội bộ, rồi lên chương trình chạy dự án. Thời kỳ đầu khởi nghiệp vô cùng khó khăn, khổ cực, cô từng suy sụp khóc trong đau khổ. Nhưng cô không bao giờ mang áp lực từ bên ngoài về nhà. Cô luôn lau khô nước mắt, chỉnh đốn lại tâm trạng cảm xúc xong xuôi, rồi mới bước vào nhà. Nghe đến đây, nhiều quý vị có lẽ sẽ thấy giật mình, vì không nhớ đã bao nhiêu lần mình làm cho cha mẹ, vợ con, anh chị em phải buồn lòng, đúng không ạ? Nữ MC cũng chia sẻ rằng, việc vứt bỏ cảm xúc tiêu cực ở bên ngoài cửa chính là cách cô dành cho người nhà những điều yên bình và tốt đẹp nhất. Đến nay, Lý Tĩnh đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Nhưng dù công việc có bận rộn đến mấy, cô vẫn luôn dành thời gian đoàn tụ bên gia đình. Quý vị ạ, kỳ thực thì cách đối xử đúng đắn nhất đối với người nhà đó là vứt bỏ cảm xúc tiêu cực bên ngoài, cư xử với người nhà bằng một tâm trạng vui vẻ, hòa nhã và an yên nhất. Đừng chỉ để lễ phép và tôn trọng cho người lạ, đừng chỉ mang tính khí mà nóng giận cho người nhà. Giữ tâm trạng tốt đẹp với người nhà mới khiến gia đình ngày càng hòa thuận và hạnh phúc. Nhất là khi đã bước vào tuổi trung niên, ai trong chúng ta cũng đều đã là trụ cột vững chãi của cả một gia đình lớn. Tuyệt đối phải đối xử tốt với người nhà, học cách cúi đầu. Bất kể quý vị có là cha mẹ hay là phận con cái, cũng cần phải đối xử với người thân xung quanh tốt một chút, cuộc sống mới mong ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp. Ba mẹ đang dần dần già đi, quý vị có thể không thể cho họ một cuộc sống của một ông hoàng, bà chúa, nhưng ít nhất hãy để họ an hưởng tuổi già một cách vui vẻ, không lo lắng hay bận tâm muộn phiền. Còn người vợ, người kề bên ta suốt cả cuộc đời, nếu sau lưng không có sự ủng hộ và giúp đỡ của họ, đàn ông khó có thể tập trung trọn vẹn cho sự nghiệp và có được ngày hôm nay. Chưa kể đó còn là mẹ của con chúng ta, bất luận là xuất phát từ yêu thương hay vì con cái. Nghĩa vụ của quý vị
cũng là chăm sóc và bảo vệ đối phương. Quý vị cứ thử ngẫm mà xem, liệu khi mâu thuẫn với người nhà, dù quý vị có tranh cãi tới thắng lợi, thì nó cũng có ý nghĩa gì? Có giúp cha mẹ khỏe mạnh được không? Có khiến vợ con vui vẻ, thoải mái hơn không? Vì vậy, tới tuổi trung niên, quý vị nhất định phải học cách cúi đầu trước người nhà. Cha mẹ đã tới cái tuổi không được tức giận nữa rồi. Vợ con cũng không nên là cái máng để quý vị thích chút gì thì chút. Xảy ra chuyện gì, bình tĩnh lại, cùng nhau trò chuyện, trao đổi và gỡ rối. Hãy để cuộc sống tìm thấy hạnh phúc của nó trong sự hòa bình và nhẹ nhàng nhất có thể. Làm vậy mới có cuộc sống bình yên được, quý vị nhé. Thứ hai, cúi đầu trước người ưu tú hơn mình. Quý vị ơi, có phải chúng ta ai cũng đều thích sự giỏi giang và xuất chúng đúng không ạ? Khi gặp một người như thế, nếu chỉ là ngưỡng mộ rồi xem họ là tấm gương để phấn đấu thì quả thực rất đáng quý. Thế nhưng nếu là sự ghen ghét, đố kỵ thì thực sự phải nhìn nhận lại, quý vị ạ. Người xưa nói, trong ba người đồng hành ắt có một người là thầy của ta. Bước vào tuổi trung niên, hãy học cách cúi đầu trước người giỏi giang hơn mình. Người khác ưu tú hơn quý vị, khi đó quý vị nên khiêm tốn mà tiếp thu, học hỏi, chứ không phải sĩ diện cố tỏ ra ta đây hơn người, kiêu ngạo, cãi tay đôi tới cùng. Nó sẽ chỉ càng khiến người khác thấy được sự ngạo mạn và xuẩn ngốc của bạn hơn mà thôi. Có câu, người còn có người giỏi hơn, núi còn có núi cao hơn. Một người chỉ khi học được sự khiêm tốn mới mong có được thành tựu to lớn. Nếu mới chỉ có chút thành tựu nhỏ nhoi mà đã không coi ai ra gì, vậy thì chính là quý vị đang tự mình diệt mình, không đáng và cũng chẳng nên. Đặc biệt người trung niên, rất nhiều phương diện không còn được như lúc trẻ nữa. Nếu lúc này mà không học cách giữ cho mình một sự trầm ổn, bình tĩnh, vậy thì sẽ chỉ càng rước thêm nhiều chuyện rắc rối vào thân. Thậm chí còn vì vậy mà đắc tội với người khác, nhiều khi còn hủy luôn cả con đường sự nghiệp của mình. Vậy nên, quý vị hãy học cách cúi đầu khi gặp người tài giỏi hơn, vừa có thể khiến mình ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đồng thời có thể kết thêm nhiều người bạn ưu tú hơn, bất kể ra sao, đó cũng đều là chuyện tốt. Thứ ba, cúi đầu trước năm tháng. Có nhiều người có thể cảm thấy rằng, à, mình cũng chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa trung niên thôi, cách giai đoạn già còn xa lắm. Thực ra khi còn trẻ, quý vị cũng đã từng nghĩ vậy đúng không? Nhưng quý vị ơi, năm tháng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại. Chúng ta cúi đầu không phải là để lãng phí thời gian, mà là để biết cách trân trọng hơn, dù là gia đình hay những nỗ lực nên có trên đường đời. Hãy cố gắng hết sức đi trân trọng, nếu không cuộc sống của bạn sẽ để lại những tiếc nuối. Thứ tình cảm muốn thể hiện ra những tâm tư lâu nay cất giấu trong lòng, những ước mơ dang dở muốn thực hiện, quý vị hãy trân trọng thời gian mà mau chóng đi hoàn thành. Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời còn lại là rất dài, bởi lẽ năm tháng sẽ không vì quý vị mà suy nghĩ lại, thay đổi tốc độ trôi của nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng hiện tại, cúi đầu trước năm tháng đang dần trôi. Vì vậy, bước vào tuổi trung niên, quý vị nhất định hãy học cách trân trọng và cảm ơn thời gian, làm tốt việc mình đang làm, bảo vệ tốt người bên cạnh, đi thực hiện những ước mơ dang dở. Có vậy, chúng ta mới sống một cuộc đời không hối tiếc. Quý vị hãy nhớ là cúi đầu không phải nhận thua, mà là để đi ôm lấy thế giới theo cách tốt đẹp hơn, đồng thời nâng cao bản thân hơn. Bước vào tuổi trung niên, trân trọng hiện tại, sống cho trước mắt, nỗ lực hết sức, đừng để lại tiếc nuối về sau này, quý vị nhé. Quý vị thân mến, độ trưởng thành của con người không được đong đếm bằng tuổi tác, mà được tạo ra bởi sự chu đáo và biết nhẫn nhịn đúng lúc. Có nhiều người sợ rằng cúi đầu là hèn nhát, là không đáng mặt, nhưng thực ra không phải thế đâu quý vị ạ. Nhẫn nhịn là cúi đầu, nhưng thực chất
là nâng cao tầm vóc bản thân. Người dù có thông minh đến đâu thì cũng cần phải học lấy chữ nhẫn. Vậy nhẫn như thế nào mới là đỉnh cao của trí tuệ? Nhẫn sao cho đúng? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe nhé. Thứ nhất, nhẫn là một dạng trí tuệ. Triết gia người Đức từng nói, nếu bạn nhìn quá lâu vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bạn. Quý vị hiểu ý của câu nói này như thế nào ạ? Ngẫm sự đời, kể quý vị nghe một câu chuyện về chữ nhẫn thế này nhé. Vào thời Đường, ở Sơn Đông Trung Quốc, có một ông lão tên Trương Công Nghệ, mọi người gọi ông là Trương Công. Gia đình của ông khi đó đã là cửu đại đồng đường. Mấy trăm người cùng ở với nhau, nhưng hàng xóm xung quanh lại chưa từng nghe thấy nửa câu cãi nhau nào phát ra từ nhà họ. Cả nhà luôn sống rất hòa thuận và đầm ấm. Chuyện này sau khi đồn tới Trường An, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã ban thưởng cho Trương Công hai quả sứa được cống tiến trước đó. Mục đích là muốn xem họ sẽ làm gì với hai quả sứa này. Trương Công sau khi nhận được hai quả sứa đã đặt nó lên nơi trang trọng, rồi cùng cả gia đình cúi đầu tạ ân. Sau đó đích thân trai giới 3 ngày. Tiếp đó, ông dặn dò cô cháu dâu đời thứ 7 nghiền nát hai quả sứa này ra, rồi đổ vào nồi nấu thành cháo. Rồi ông đích thân đong cho mỗi người một thìa. Vậy là cả nhà, từ lớn đến bé, ai cũng được ăn. Đường Thái Tông sau khi biết chuyện đã rất vui mừng, triệu Trương Công vào điện, trực tiếp thỉnh giáo đạo trị gia của Trương Công. Trương Công xin hoàng thượng giấy bút, một hồi sau ông trình tờ giấy lên cho hoàng thượng. Đường Thái Tông xem, thấy cả tờ giấy dày đặc duy nhất một chữ nhẫn, viết tới 100 lần. Đường Thái Tông nhanh chóng nhận ra, trị gia cần nhẫn, trị quốc cũng cần nhẫn. Quý vị ạ, nhẫn ở đây là nhẫn nhường, ý chỉ sự nhường nhịn, không tranh giành, hòa hợp và bao dung lẫn nhau. Người xưa nói, nhỏ không nhẫn, ắt loại đại mưu. Đây mới là đạo xử thế của kẻ trí. Có người hỏi, chàng trai cùng cô bạn gái xinh đẹp đi dùng bữa thì bị bọn lưu manh bàn kế bên trêu ghẹo. Cậu ta đánh cũng không nổi mà tức giận cũng không xong. Vậy phải làm sao bây giờ? Thực ra, giải pháp tốt nhất ở đây nằm chính trong chữ nhẫn. Cậu ta nên chăm chỉ kiếm tiền rồi đưa bạn gái đến những nhà hàng cao cấp hơn. Quý vị để ý sẽ thấy, có những người không khác gì một cái xe chở rác chứa đầy những loại rác rưởi bẩn thỉu. Họ là những quả bom hẹn giờ của xã hội, chỉ cần gặp trục trặc là sẽ lập tức phát nổ. Lúc họ gây sự với quý vị, việc làm dũng cảm nhất không phải là nói chuyện đúng sai với họ, mà chính là biết hạ thấp cái tôi cá nhân và bỏ đi cho qua chuyện. Vì trên thế giới này, loại người nào cũng có, không nên đem bản thân ra mạo hiểm, tranh luận với người không hiểu chuyện, giống như quý vị đang lấy tội lỗi của người đó để trừng phạt bản thân mình vậy. Có người coi nhẫn nhịn là hèn nhát, nên nhất quyết không bao giờ chịu nhún nhường. Sau cùng, họ không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn khiến bản thân cảm thấy nặng nề. Vì ganh đua đâu phải luôn là mạnh mẽ, nhẫn nhịn chắc gì là chịu thua toàn diện. Vì thế nên quý vị hãy nhớ nhé, người biết cúi đầu và nhẫn nhịn chưa chắc đã là một kẻ hèn. Nhẫn một lúc, lùi một bước, mọi sự đều hoan hỷ. Thứ hai, nhẫn là lối mòn dẫn đến thành công. Không biết quý vị đã từng nghe đến câu nói này hay chưa? Kẻ muốn thành đại sự cần làm những thứ mà người khác không thể. Người làm nên việc lớn phải biết nhẫn những thứ mà người khác không thể nhẫn. Năm ấy, Trương Quốc Lập chỉ là một diễn viên chưa có tên tuổi. Ông đi quay phim vào buổi đêm tại một ngôi làng ven núi. Những thanh âm ồn ào của đoàn làm phim làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dân làng. Mọi người đều ùa ra bao vây phim trường, không cho đoàn làm việc nữa. Các nhân viên của đoàn làm phim đã phải ra nói chuyện, hòa giải với dân làng, nhưng vẫn không có kết quả gì. Tình trạng này nếu để lâu sẽ làm gián đoạn việc quay phim một cách nghiêm trọng. Vì vậy Trương Quốc Lập chợt đứng ra và quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của dân làng. Ông quỳ xuống và nói,
Các vị hương thân, thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong đêm tối. Công việc của chúng tôi sắp hoàn thành rồi, mong mọi người hiểu cho và để chúng tôi quay nốt. Nói xong, ông còn cúi đầu lạy dân làng. Những người nông dân chân chất ở đây vốn chưa từng được ai cúi đầu dập lạy như vậy, cho nên họ cảm thấy ngượng ngùng và nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy để đoàn phim tiếp tục công việc. Nhờ cái cúi đầu hôm ấy của Trương Quốc Lập, bộ phim Khang Hy Vi Hành mới có thể hoàn tất đúng tiến độ. Vai diễn Hoàng đế Khang Hy của ông đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình Trung Quốc Kim Ưng năm 1996, đưa ông nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Quý vị có biết một người trở nên vĩ đại bắt đầu từ đâu hay không? Đó chính là từ lúc họ biết vì công việc chung mà hạ thấp cái tôi cá nhân của mình. Họ có nhiều dũng khí để nhẫn thì vận may đến với họ càng nhiều hơn. Trong lịch sử có biết bao vị anh hùng đã phải nằm gai nếm mật, chịu đựng khổ cực để đợi đến ngày vinh quang. Họ lấy chữ nhẫn mà buông bỏ đi cái tôi cá nhân để nghĩ đến đại cục. Chữ nhẫn ấy của họ là nhẫn nhịn chứ không phải nhẫn nhục. Một chuyện đã xảy ra trong lễ nhậm chức tổng thống của Abraham Lincoln. Một nghị sĩ đã chen vào giữa bài diễn văn nói: "Thưa ông Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi." Các nghị sĩ cười ầm lên vì nghĩ rằng họ đã biến Lincoln thành trò hề. Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói: "Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác, bởi vì không có người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo, giày của ông không chỉ là giày, ông đã đặt cả tâm hồn vào đó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày. Nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy, thì chưa có ai phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi." Cả khán phòng lúc đó chùm trong một không gian tĩnh lặng bất ngờ. Các nghị sĩ nhận ra họ chưa hiểu gì về vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Lincoln tự hào về người cha đóng giày vì chưa ai từng phàn nàn về những tác phẩm của ông. Và mặc dù đã đắc cử Tổng thống, Lincoln vẫn sẵn sàng tự tay đóng một đôi giày. Con người luôn gặp phải những chuyện không như mong muốn, nhưng cần biết nhẫn nhịn đúng lúc thì mới gặt hái được thành công. Nhẫn nhịn để có thể nhìn xa hơn, để sau này có thể hiên ngang, ngẩng cao đầu, quý vị nhé. Thứ ba, nhẫn là một cách tu dưỡng tâm hồn. Người thông minh là biết nhẫn nhịn chờ thời cơ khi mình đang thất thế. Tô Thức, nhà sáng tác nổi tiếng từ thời Tống, bị đày đến Hoàng Châu. Vào một ngày nọ, ông đang đi dạo trên đường thì bất cần va phải một tên say rượu. Tên say xỉn kia đã ăn cắp lại còn la làng, mắng cho Tô Thức một trận. Tô Thức tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ phủi tay cho qua chuyện. Nhẫn nhịn chính là một kiểu tu dưỡng đấy quý vị ạ. Khi quý vị gặp chuyện không may, bản thân có thể hiểu ra mà lui bước, không cần phải xung đột với người khác. Vì ta biết chỉ có lòng từ bi mới là phương pháp hóa giải tất cả. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, có phải chúng ta vẫn luôn ganh đua với người đời mà không biết họ vốn chẳng liên quan gì đến thế giới của ta, đúng không quý vị? Nhưng quý vị ơi, bình yên là cho dù có trải qua sông bão, quay đầu nhìn lại, chúng ta vẫn cứ là chính mình. Vậy nên, phàm là người biết suy nghĩ sẽ không vội vàng tranh luận với người khác. Đôi lúc, việc nhường người khác một bước chính là một cách rèn luyện cho tâm hồn. Chúng ta lựa chọn sự khiêm nhường vì ta không ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Chúng ta không cần phải chấp nhận những chuyện đó vì ta đã đứng ở vị trí đủ cao để mà buông bỏ. Chúng ta muốn có cuộc sống nhẹ nhàng thì phải biết có những chuyện không cần phải tính toán. Chẳng hạn, đối với những chuyện không đi quá giới hạn hay nguyên tắc của bản thân,
quý vị cũng nên học cách nhẫn mà buông bỏ. Nhẫn nhịn và khiêm nhường không chỉ là lương thiện hay trí tuệ, mà còn là sự tôn trọng đối với một con người, là cách tu dưỡng tâm hồn tốt nhất. Quý vị thân mến, người xưa nói, việc nhỏ không nhịn, ắt làm loạn việc lớn. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn tồn tại vô số con người và sự việc làm phật lòng bản thân. Những thứ không vừa ý thường chiếm từ 80 đến 90%. Vì vậy, nhẫn nhịn là điều không thể thiếu để có thể rèn luyện được một ý chí sắt thép, gia tăng tính nhẫn nại, nâng cao sức mạnh nội tại. Thật ra, hầu hết chúng ta không chỉ nhẫn nhịn vì muốn sóng yên, gió lặng, mà còn là vì muốn tích nước thành kênh cho một tương lai tươi sáng. Chắc hẳn ai trong đời cũng có riêng cho mình những trải nghiệm khó khăn. Vì thế, những người có thể khống chế được cơn nóng giận nhất thời của mình thường là người được người khác kính trọng và nể phục. Bởi vì nhẫn nhịn không phải là điểm yếu, mà là sự tôn trọng người khác. Kính người thì tất sẽ được người kính lại. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.